hôm nay em Linh sẽ review cái kho phụ tùng bên em Linh. Thì hiện tại là nhiều khách hàng đang hỏi là bên dòng thay bên em là có phụ tùng hay không. Thì hôm nay em sẽ review chi tiết vào cái kho phụ tùng tại Dĩ An, Bình Dương nhé. Thì đây là tổng kho của miền Nam. Còn khu vực miền Trung và miền Bắc sẽ có hai kho nằm ở ngoài đó. Một cái kho ở Đà Nẵng và một cái kho ở Hà Nội nha quý vị. Thì hôm nay em sẽ chi tiết ở kho miền Nam trước. Bây giờ em sẽ đi chi tiết từng khu vực nhé, để quý anh chị nhìn tổng quan rõ hơn. Thì khu vực dầu nhớt nha, khu vực dầu nhớt bên em. Thì dầu nhớt thì bên em có cung cấp khá nhiều loại là Toto này, dầu thủy lực, rồi dầu cầu, xài xeo nhé. Rồi dầu động cơ treo luôn, và có các trôn và cả của dòng khay của CNH. Thì quý anh chị nào mà muốn sử dụng dầu nhớt nào thì cứ bên đều có sẵn hết tại kho. Rồi còn những cái kệ này là của bên những dây bơm, rồi thiết bị máy móc, rồi hệ thống bơm, khu vực động cơ, lốp xe. Nói chung kho bên em thì anh chị cứ yên tâm nhé, đầy đủ luôn, luôn có hàng sẵn nha. Trừ những cái máy mà đời thấp quá hay là phải đặt hàng thì đâu đó mất khoảng 15 đến 20 ngày là bên em có hàng luôn. Ngoài dòng khay bên em thì bên em vẫn bán phụ tùng cho các dòng của các hãng như là Doosan, Hyundai, Hitachi, Fumitsu, Ham, hay là nói chung là các hệ thống máy công trình của thị trường Việt Nam. Còn em sẽ chi tiết vào những cái phụ tùng sơ bộ trước ha. Đây, phụ tùng khay thì của tập đoàn CNH nha quý vị. Có lọc nhớt này, lọc nha, cái lọc của Celu. Nhập từ Ấn Độ. Đây, để mở ra thấy cho nha. Nhập Ấn Độ. Đấy, cái này là lọc nhập ở Mexico của CNH. Rồi lọc dầu nhập Philippines. Thì đây là của máy đào với dòng thay bên em Philu. Nó còn các phụ tùng phụ kiện dây điện lực, động cơ thì máy bơm thì bên em đều có tại bãi hết. Thì quý anh chị nào đang quan tâm cái dòng phụ tùng thì cứ liên hệ em Linh nhé, 0963 20164, để được tư vấn và cung cấp hàng cho đúng mà loại. Nên là quý anh chị mua máy bên em Linh thì cứ yên tâm về phụ tùng nhé. Đây kho nào bạn chị An. Thì đó, thì em khi nào em đi kho miền Bắc hoặc là kho miền Trung thì em sẽ quay trực tiếp luôn cho quý anh chị, để hệ thống bên em là có đầy đủ ha. Thì em xin chào và hẹn quý anh chị vào những clip tiếp theo ha.